Vào hồi tháng 8 năm nay, hãng Toyota đã chính thức vén màn thế hệ mới của dòng xe Vios hay còn gọi là Yaris Atip ở thị trường Thái Lan. Sau 3 tháng, mẫu sedan hạng B này đã được bổ sung gói phụ kiện Model E Star mới. Đúng như tên gọi, phiên bản này được lắp thêm các phụ kiện do đối tác Model E Star của Toyota sản xuất. Cụ thể hơn, Toyota Vios Model E Star 2023 trông thể thao hơn bản thường nhờ ốp cản trước, ốp sườn và ốp cản sau mới. Thêm vào đó là nẹp mạ chrome mới ở hai góc cản trước trên cản sau, cánh gió nhỏ nằm trên cửa cốp và bộ vành la răng mới với đường kính 17 inch, có thiết kế 5 chấu kép, sơn phối hai màu tương phản. Theo hãng Toyota, gói phụ kiện Model E Star này có thể lắp cho mọi phiên bản của dòng xe Vios 2023. Gói phụ kiện dành cho mẫu xe này có giá khoảng 34 triệu và được bảo hành 36 tháng hoặc 100.000 km, tùy điều kiện nào đến trước. Đáng tiếc là những thay đổi của Toyota Vios Model E Star 2023 chỉ giúp cải thiện ngoại hình của mẫu xe này. Trong khi đó, trang bị của xe không có gì khác biệt so với bản thường. Tại thị trường Thái Lan, Toyota Vios 2023 vốn được chia thành 4 phiên bản, bao gồm Sport, Smart, Premium và Premium Luxury với giá dao động từ 376 đến 481 triệu. Bỏ ra số tiền này, khách hàng Thái Lan sẽ nhận về hàng loạt trang bị đáng chú ý, như đèn pha LED toàn phần với tính năng tự động bật trên tắt, giải đèn LED định vị ban ngày, vành hợp kim 16 inch với thiết kế 7 chấu và sơn hai màu thể thao, ốp gương ngoại thất tích hợp đèn báo rẽ camera cập lề, anten vây cá trên nóc và đèn hậu LED. Trong khi đó, nội thất mới đi kèm những trang bị như vô lăng tích hợp phím chức năng, bảng đồng hồ kỹ thuật số với màn hình màu TFT 7 inch, màn hình cảm ứng trung tâm 9 inch, hỗ trợ Apple CarPlay Android Auto, hệ thống điều hòa tự động với lọc không khí PM, cửa gió dành cho hàng ghế sau, hệ thống đèn viền LED 64 màu và 6 loa Pioneer. Tùy phiên bản, xe sẽ được trang bị nội thất bọc nỉ hoặc da. Một điểm nhấn ăn khách nữa nằm ở trang bị an toàn. Theo đó, mẫu xe này đã được bổ sung gói công nghệ an toàn chủ động Toyota Safety Sense, bao gồm những tính năng như cảnh báo tiền va chạm tích hợp phanh tự động, cảnh báo lệch làn đường, đi kèm tự động đánh lái, cảnh báo khi phương tiện phía trước khởi hành, kiểm soát chân ga và hệ thống kiểm soát hành trình thích ứng ở mọi giải tốc độ. Ngoài ra, xe còn có 6 túi khí, hệ thống cảnh báo điểm mù, camera 360 độ, cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi, phanh tay điện tử và tự động giữ phanh tạm thời. Nằm bên dưới nắp capo là động cơ xăng 4 xi lanh, dung tích 1.2 lít, sản sinh công suất tối đa 94 mã lực và mô men xoắn cực đại 110 Nm. Động cơ kết hợp với hộp số biến thiên vô cấp Super CVTi sang số tuần tự và hệ dẫn động cầu trước như cũ. Lượng xăng tiêu thụ trung bình của xe là 23 km cho 1 lít tức khoảng 4,2 lít cho 100 km. Sau Thái Lan, Toyota Vios 2023 hiện đã được bán tại một số thị trường Đông Nam Á như Lào và Indonesia. Do đó, sẽ không ngạc nhiên nếu mẫu sedan hạng B này sẽ được bán tại Việt Nam vào năm sau.